Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của huyện Bát Sát vừa đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đồn biên phòng Y Tý. Dịp này, lãnh đạo huyện Bát Sát đã trao 6 suất quà cho 6 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng Y Tý. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong nước, đồn biên phòng Y Tý đã tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dọc theo đường biên giới thuộc địa phận đồn quản lý. Qua đó, đã thực hiện công tác kiểm soát chốt chặn biên giới, phân công tuần tra liên tục 24/24 giờ tại các khu vực cầu Thiên Sinh, các đường mòn, lối mở nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tích cực vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế khuyến cáo. Cũng trong thời gian này, đoàn công tác của Thị ủy Sapa đã đến thăm hỏi tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh của đồn biên phòng Y Tý. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã có hướng dẫn cụ thể đối với các đơn vị trường học trong việc tổ chức lễ khai giảng. Theo đó, lễ khai giảng năm học mới phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thực sự là ngày hội đối với giáo viên và học sinh. Các đơn vị trường học sẽ tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức quy định và thống nhất trong toàn tỉnh bắt đầu từ 8 giờ, đúng 8 giờ 15 phút ngày 5 tháng 9 năm 2020. Đội nghi lễ hát to, rõ ràng, đúng nhạc với lời quốc ca. Lễ khai giảng kéo dài tối đa 60 phút. Trường hợp thời tiết không thuận lợi, có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Các nhà trường sẽ không tổ chức việc đón học sinh đầu cấp mà bố trí các em ngồi ở vị trí trung tâm, chính giữa, có cha mẹ học sinh đến dự lễ khai giảng, đặc biệt là đối với các trường học vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng lưu ý, đối với phần lễ phải có nội dung phát động thi đua của nhà trường, đó là đảm bảo an toàn trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối đảm bảo công tác an ninh an toàn trường học, trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng hành động nói không với rác thải nhựa. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, các nhà trường cần có kế hoạch kịp thời đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch, trong năm 2021, tỉnh Lào Cai sẽ dành 2 tỷ 760 triệu đồng để khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp, có xu hướng phát triển ổn định, có lợi thế so sánh của tỉnh, gồm chè, quế, gạo chất lượng cao, dược liệu, rau chế vụ, quả ôn đới, gia súc gia cầm bản địa, cá tầm, cá hồi. Ngoài ra còn có 12 sản phẩm tiềm năng khác như atiso, san nhân tím, quýt mường khương, hồng không hạt, gai xanh, chanh leo, chuối, dứa, ớt, dâu tằm, sả, cá chép đã được sản xuất khảo nghiệm thành công, có khả năng và xu hướng để trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Các hoạt động hỗ trợ chính bao gồm hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng một năm cho mỗi doanh nghiệp. Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng một năm cho mỗi doanh nghiệp. Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu, đào tạo chuyên môn. Đề xuất hỗ trợ 2 khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai. Hỗ trợ 50 triệu đồng trên một tháng trên một doanh nghiệp thuê mặt bằng và sử dụng trang thiết bị tại các khu trưng bày. Qua đó góp phần tiếp tục thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15 đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ tạo việc làm tăng thêm cho 55.000 lao động. Thực tế triển khai theo dự kiến của ngành chức năng, đến hết năm nay toàn tỉnh sẽ tạo việc làm tăng thêm cho khoảng trên 64.000 người, vượt sấp xỉ 17% so với mục tiêu đại hội đề ra. Giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2016-2020 đã được lựa chọn xây dựng thành một dự án thành phần để Lào Cai thực hiện thành công đề án số 09 của tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Một trong những mục tiêu được đề ra trong dự án này là đến năm 2020 sẽ có 55.000 lao động được tạo việc làm tăng thêm. Và để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh đã đặc biệt chú trọng quy hoạch lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là những lớp trái nghề cho dù ở quy mô
trình độ nào cũng đều được chú trọng, gắn kết với giải quyết việc làm. Để làm được điều này thì chúng tôi phải khảo sát doanh nghiệp để xin ý kiến họ, rồi sinh viên của chúng tôi đào tạo ra nó khuyết cái gì, nó thiếu cái gì, cần phải bỏ cái gì, cần phải đào tạo bổ sung cái gì. Là trong cái thực hành thì chúng tôi thực hành ở nhà trường phần thôi, mà đưa các cháu đến doanh nghiệp, các cháu trực tiếp ở đấy làm việc ở đấy dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, thì ra trường này nó hiểu được văn hóa doanh nghiệp, nó hiểu được về cái quy trình làm việc, hiểu công nghệ, hiểu được cái yêu cầu sản phẩm đấy, rồi tính kỷ luật doanh nghiệp này, các cháu có thể làm việc ngay. Cùng với đào tạo nghề, hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm đã và đang được khẳng định là giải pháp hữu hiệu nhằm tạo cầu nối giữa người lao động và các nhà tuyển dụng. Cụ thể là từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm cho khoảng 120.000 lượt người, trong đó có 70.000 lượt người là người dân tộc thiểu số, huy động được 620 doanh nghiệp tham gia 145 phiên giao dịch việc làm. Được sự giới thiệu của cấp ủy và chính quyền địa phương, chị Nông Thị Nhung ở Bản Xèo, huyện Bát Sát đã được nhận vào làm việc tại tổ tráng bánh của hợp tác xã Thành Sơn. Cũng từ ngày đó, cuộc sống của gia đình khấm khá hơn, có đủ điều kiện để nuôi các con ăn học mà không còn phải lệ thuộc nhiều vào mùa màng như trước kia nữa. Nếu mà làm ruộng, nguyên làm ruộng thì nuôi con học, ba đứa con học thì bán thóc đi thì cũng có năm thì cũng đói một vài tháng. Thì bây giờ thì vào làm trong hợp tác xã này thì cũng ăn học cũng ổn định hơn. Một giải pháp vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa mang lại hiệu quả cao cho thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, đó chính là thu hút đầu tư. Sau khi các dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần MDF Bảo Yên đi vào hoạt động, không những tạo ra công ăn việc làm trực tiếp cho khoảng 250 lao động với mức lương từ 5 cho đến 6 triệu đồng mỗi người một tháng, mà còn hàng ngàn lao động khác được thụ hưởng gián tiếp từ nghề trồng và cung cấp nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhóm giải pháp liên quan đến các cơ chế chính sách hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm cũng đã được tỉnh chú trọng triển khai và đạt hiệu quả. Mỗi năm, ngân sách tỉnh đã phân bổ từ 3 cho đến 5 tỷ đồng về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm. Tính đến hết tháng 5 năm 2020, tổng nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia Việc làm trên địa bàn tỉnh đạt gần 200 tỷ đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng các doanh nghiệp, theo ước tính của ngành chức năng, kết thúc nhiệm kỳ, Lào Cai sẽ giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 64.000 lao động, vượt mục tiêu so với nghị quyết đại hội gần 17%. Qua quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp, các ngành chức năng của Lào Cai cũng đã có thêm những kinh nghiệm quý báu làm nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ này trong giai đoạn tới. Cái bài học đầu tiên mà chúng tôi rút ra đó là rất cần, không thể thiếu, đó là cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền các cái địa phương trong việc tổ chức thực hiện các cái chỉ tiêu nghị quyết này. Cái thứ hai nữa là phải có cái sự chủ động từ cơ quan tham mưu quản lý nhà nước ở trong cái việc mà dự báo, dự đoán chính xác cái nhu cầu của thị trường lao động, sẽ tham mưu để xây dựng các cái cơ chế chính sách để khuyến khích cái công tác này đối với người dân, đặc biệt là những cái cơ chế chính sách mà khuyến khích liên quan trực tiếp đến người dân. Một cái bài học kinh nghiệm nữa không thể thiếu đó là vai trò của các cơ quan truyền thông để làm tốt cái công tác tuyên truyền, để thay đổi cái tư duy nhận thức của người dân trong cái công tác đào tạo nghề có trình độ, có chuyên môn kỹ thuật để đi làm việc ổn định, không chỉ riêng ở tại địa phương mà làm việc ở các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay đang và sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi lớn về nhu cầu nhân lực. Đối diện với thực tế ấy, công tác đào tạo, giới thiệu việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ, cùng với đẩy mạnh các nhóm giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng đến các chính sách về an sinh. Lào Cai chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong nhiệm vụ giảm nghèo bền vững giai đoạn tiếp theo. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân Lào Cai tập trung chỉ đạo phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong hội viên nông dân. Qua đó góp phần tạo chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi khi tham gia giao thông. Hiện toàn tỉnh có trên 80.000 hội viên nông dân sinh hoạt ở các cấp hội. Trước thực trạng vi phạm an toàn giao thông nói chung và ở khu vực nông thôn nói riêng ngày một gia tăng,
Hội Nông dân tỉnh tăng cường phối hợp với các cấp ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân chấp hành luật giao thông đường bộ. Công tác tuyên truyền an toàn giao thông được thực hiện dưới nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, hình ảnh trực quan, pano áp phích, tờ rơi hoặc thông qua hội thi, các hội nghị tập huấn, lồng ghép trong các buổi giao lưu sinh hoạt ở chi tổ hội, nhân rộng những mô hình điển hình để hội viên học tập. Với những việc làm cụ thể của cán bộ hội viên nông dân đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Mỗi một người dân hay một gia đình, chúng ta phải có trách nhiệm chấp hành tốt các chỉ thị của nó. Bên cạnh đó, phải có trách nhiệm tự mình phải tuyên truyền với bà con xóm giềng, các tổ chức chính trị ở cơ sở và đặc biệt con em của chúng ta tham gia giao thông làm sao đúng để giảm tuổi tối đa những cái vụ việc tai nạn giao thông ở trên địa bàn, cũng như là một niềm vinh hạnh hạnh phúc cho cùng gia đình cũng như là của toàn đất nước chúng ta. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền viên tại cơ sở. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến hội viên, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa giao thông theo các chuyên đề cụ thể, phát động phong trào thi đua trong hệ thống hội nông dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên trong công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung vào tuyên truyền đến cán bộ và từ cán bộ là những tuyên truyền viên để tuyên truyền đến nông dân làm sao nhận thức tốt hơn về cái trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là mới đây là chúng tôi tuyên truyền đi sâu vào cái chỉ thị 100 về cái chế tài và cái xử lý chế tài để làm sao hạn chế được cái vi phạm của bà con nông dân. Thì đây cho rằng là thành công lớn và cho thấy rằng những năm gần đây thì bắt đầu là cái vi phạm đã giảm dần, nó có hiệu quả nhất định. Và tới đây thì chúng tôi tiếp tục là sẽ mở rộng cái phạm vi tuyên truyền đến tất cả các huyện. Bằng các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông đa dạng phong phú, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các cấp hội nông dân ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên, nông dân. Đồng thời còn huy động được nhiều lực lượng tham gia và được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với chi nhánh tuyển Cam Đường thực hiện chương trình thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy tuyển Cam Đường, thành phố Lào Cai. Tại buổi thực tập, các lực lượng đã được tham gia hai tình huống giả định. Tình huống thứ nhất, tại nhà máy tuyển chính đã xảy ra một sự cố máy thứ cấp rơi xuống khiến cho vật liệu sắt thép bị hất văng và đè lên hai người công nhân đang thực hiện công việc ở đó. Tình huống thứ hai, tại trạm biến áp của nhà máy, do sự cố kỹ thuật dẫn đến chập điện, cháy hệ thống máy biến áp gây ra đám cháy lớn. Nhận được tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã trực tiếp chỉ đạo và điều động 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng với lực lượng chữa cháy tại chỗ, cứu người còn bị mắc kẹt ra khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời triển khai các phương án chữa cháy tại khu vực trạm biến áp và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực cháy. Buổi diễn tập được đánh giá là thành công. Các tổ chữa cháy và cứu nạn đã thực hiện đúng quy trình kế hoạch. Quá trình diễn tập đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2020, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bàn giao 20 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 8, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động phối hợp với Phòng 10, Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng 5, Cục Đối ngoại Bộ Công an đột kích vào một dãy nhà cấp 4 trong khu kho bãi của công ty Longric có địa chỉ tại khu thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai, phát hiện và bắt giữ 21 người Trung Quốc có biểu hiện liên quan đến tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. 21 đối tượng trên đều có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có một đối tượng mang hai quốc tịch Việt Nam, Trung Quốc là Lương Vận Thông, sinh năm 1963, trú tại tổ 8 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Sau 2 ngày hoàn tất các thủ tục điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, bàn giao 20 đối tượng truy nã trên cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lương Vận Thông về hành vi môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền quy định. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.